Sáng nay, ngày 8 tháng 5 2018, tại tầng 5 tòa nhà FLC Landmark đã tổ chức buổi họp báo giải đấu Danco Golf Championship 2018 lần thứ 2. Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã thông tin giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 2018 tại hệ thống sân golf FLC Sầm Sơn. Tiếp nối thành công của giải Danco Golf Championship 2017, Danco Golf Championship 2018 tổ chức tại FLC Sầm Sơn Golf Links. Đây sẽ là một giải golf quy mô đẳng cấp với nhiều phần thưởng giá trị, một sân chơi đẳng cấp và thú vị dành cho quý đối tác, khách hàng cùng các golf thủ trong nước và quốc tế. Đây sẽ là một giải golf quy mô đẳng cấp với nhiều phần thưởng giá trị dành cho quý đối tác, khách hàng cùng các golfer trong nước và quốc tế. Danco Golf Championship 2018 được chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D, trong đó có 3 bảng dành cho golfer nam và 1 bảng dành cho golfer nữ. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày với 4 buổi sáng và chiều. Giải đấu dự kiến thu hút hơn 600 golfer trong và ngoài nước tham dự, cùng 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến đưa tin. Tham gia Danco Golf Championship 2018, các golfer sẽ được trải nghiệm và chinh phục sân golf 18 hố dạng linh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa. Đặc biệt, Danco Golf Championship 2018 có tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những trận đấu kịch tính, những đường bóng đẹp, những golfer xuất sắc ghi danh trong giải đấu Danco Golf Championship 2018. Golfnews.vn sẽ tiếp tục đưa tin về giải đấu trong các bản tin cập nhật.